Tại sao chị lại chọn một diễn viên Thái mà không phải là một diễn viên Việt hay là một diễn viên Hàn hay là một diễn viên Trung Quốc gì đó vậy? Thực ra là chị đã lục tung cái Việt Nam này lên để chị tìm nam chính. Nhưng mà chị chưa thấy em, chưa tìm được em đúng rồi, vì khoảnh khắc là chị chưa thấy em cho nên là đó là lý do. Em quá có lỗi với chị luôn á. Tại vì mình sao hơi bị ảo tưởng sức mạnh tí, mọi người thông cảm. Em không xuất hiện cho sớm đúng không? Để chị phải mất rất nhiều tiền để mà mời trai Thái đó. Dạ. Rồi chị nói tiếp luôn ha. Dạ. Rồi sau khi mà chị lục tung cái Việt Nam này lên là chị chưa tìm được người hợp cái gu của chị, nha. Đó. Vâng. Xong chị quyết định là mở rộng phạm vi, chị tìm qua Thái Lan thì chị search một cái keyword đó là diễn viên Thái Lan, nó ra rất là nhiều nam thần Thái Lan, mà nam thần Thái Lan dạo này công nhận đẹp trai, rất đẹp trai. Đúng gu chị. Đó, nó là như vậy hiểu không? Rồi xong cái chị rất là ấn tượng với một chàng trai có một mái tóc dài. À thôi được rồi, đến đoạn này thì em bị loại. Em chính thức bị loại vì em tóc cũng dài. Dạ, rồi. Em sẽ nôi. Rồi, cho nên là lúc em nhớ nha. Em sẽ nôi. Cho nên là lúc đó là chị nghĩ là à, cái chàng trai có mái tóc dài này rất là thơ và rất là hợp với một cái hình ảnh nào đó rất là lãng tử. Lãng tử. Đúng rồi, rất là nghệ sĩ, đúng rồi. So với MV. Rồi sau đó là một cái quá trình tiếp theo, đó là quá trình chị lên Facebook, chị lên Instagram, chị như một con fan girl hiểu không? Chị bắt đầu soi từng tí lúc một. Lúc đó chị có phải lau gì không? Chưa đến nỗi đó. Chưa đến nỗi. Mình phải giữ cái sự bình tĩnh của mình hiểu không? Vâng. Để, rồi, xong ha, mình mới bắt đầu soi từng cái comment, xem cái tính cách của bạn này như thế nào, vì chị có một cái dở của chị là nam chính là chị phải cảm thấy là chị phải feel được thì chị mới đóng được. Huống gì là chị biết là MV này kiểu gì nó cũng sẽ phải có cảnh hôn. Cho nên là chị nghĩ là chị phải tìm một cái chàng trai nào đó và mình cảm thấy là à cái tính cách của họ nó cũng gọi là khá hợp mình đó, để mình có cảm xúc để mình đóng những cái vai, những cái cảnh. Vì sao? Vì mình đâu phải là diễn viên nổi tiếng đúng không? Mình đâu có tự nuôi cảm xúc, mình đâu có thể làm gì, mình phải là một cái cảm xúc nào đó phải thật một chút xíu. Cho em hỏi nhỏ là bây giờ cảm xúc đó chị là dứt với anh ấy hay là giờ anh ấy về rồi chị vẫn kiểu nhớ quá. Đến cái khoảnh khắc mà chị gặp em thì chị đã thực sự là đã thoát được vai rồi. Ok. Câu trả lời quá hoàn hảo các bạn. Đó là lý do em phải bảo vệ chị tiếp. Dạ. Rồi ok. Rồi tiếp tục nha, sau đó chị mới thấy là trời cái con người này nó kỳ, nó thú vị lắm. Giờ gọi là bạn đấy cũng là một nghệ sĩ đó, nhưng mà mình cảm thấy là cái cuộc sống của bạn ấy gần như là nó hay ho ở một cái chỗ là mình không thấy cái sự giao lưu bên ngoài nhiều, ngoài những cái việc mà bạn ấy đi chơi, đi làm việc nha. Thì 99% thời gian còn lại bạn ấy chơi với chó. Tức là ví dụ như mà chị vào cái story chị nhìn thấy là bạn up 100 cái story thì 99 cái nó sẽ liên quan đến con chó, chơi với chó và chỉ có chó mà thôi. Cho nên đó lý do mà chị nghĩ trời ơi cái chàng trai này có một cái trái tim mà kiểu như màu hồng của anh, ấm áp. Thực ra là vì mình thích rồi cho nên mình sẽ nói những cái điều tốt khi mà đã thích rồi mà hiểu không? Cái gì mình cũng sẽ biến nó thành những cái điều tốt đẹp được. Và chị cảm thấy là thường những người mà yêu động vật thì họ sẽ có một cái trái tim rất là ấm áp và rất là nhạy cảm. Em có yêu động vật không? Không. Hơi từ ngày hôm nay em về em sẽ yêu, em hứa là em sẽ yêu chó mèo nhiều hơn. Em còn nuôi ếch nuôi nhái nữa, em hứa em chị luôn. Em up lên story của em luôn. Vâng, em sẽ nuôi một bé cóc, nó gu em nó như vậy. Và nhiều cô gái sẽ tìm đến để mời em làm nam chính MV và họ sẽ vào cái story của em để họ xem coi em có yêu động vật hay không. Kể từ đó là em không còn nhận được một show visa nào nữa. Thực sự mà nói nha, cái này mình nói riêng khán giả Việt Nam thôi nha. Chắc là ai cũng không nghe đâu và khán giả Thái cũng không biết đâu. Khi mà Hương nhìn vào ánh mắt bạn này nha, Hương thấy nó trong sáng kinh khủng khiếp. Trong sáng đến mức độ mà Hương nghĩ, Hương tính hỏi là ủa ai yêu bao giờ chưa vậy? Cái ánh mắt của bạn ấy á. Nhưng ai lại là một, nhưng mà qua đó để thấy một điều là ai rất chuyên nghiệp và rất là bình tĩnh trong cái cảnh này, trong khi mình thì là mình vì quá nhiều cái áp lực. Cho nên là mình, nhưng mà ai bạn ấy em nghĩ là chắc trước. Là trước đó đi quay MV nhiều hoặc là cái phim là cũng có từng hôn hoặc là có bạn gái rồi, đẹp trai thế này mà không có bạn gái kỳ lắm. Cái đó thì mình chưa xác nhận đúng. Được vì mình thấy là chỉ có yêu chó thôi. Cái con người ấy, mình nhìn thấy cái sự ngây thơ trong sáng nó như vậy đó. Xong á, mà các MV trước đó thì chị xem những cái clip mà bạn ấy đóng trước đó này không hề có, không cảnh, hề có cảnh, này. Cảnh nóng, cảnh hôn gì luôn. Cho nên nhưng mà nha, nhưng mà bạn diễn á, tất cả mọi thứ nó rất là tự nhiên. Và Hương thấy là Hương quan sát là trước khi mà ai đóng cảnh này ai thường nhắm mắt lại. À tưởng tượng. Tưởng tượng và lấy cảm xúc. Và khi mà bạn nhìn vào Hương á, là lúc đó Hương cảm thấy là khoảnh khắc đó nó rất thật. Cho nên tự nhiên Hương cảm thấy wow, sao người ta bình tĩnh mà người ta chuyên nghiệp để mà xử lý cái tình huống, cái cảnh này như vậy. Cho nên lúc đó Hương tự nhủ rằng là không, mình phải tập trung. Bây giờ mình phải vứt hết tất cả mọi cái suy nghĩ, mọi cái sự lo lắng của mình ra bên ngoài.
để mà mình thực sự là mình phải cố gắng, mình phải enjoy, mình phải enjoy nó, mình phải coi như đây là cái người yêu thực sự của mình, để mà mình hôn hôn một cách mà gọi là tự nhiên, ngọt ngào nhất, mà tự nhiên nhất, tình cảm nhất. Bởi vì mình cảm thấy là họ thực sự là họ, cái bạn ai không có quan tâm gì những cái mọi thứ xung quanh nó như thế nào, và bạn chỉ có tập trung vào đúng cái khoảnh khắc đó để mà dành cái nụ hôn đó cho Hương thôi. Cho nên là nhờ như vậy mà Hương cảm thấy là mình đã có được một cái cảnh quay, mặc dù quay lại mấy chục lần nhưng mà thực sự Hương rất là ưng ý cảnh quay này.